Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi. Thứ bạn đang xem là một video ngược. À? Giờ mới đúng nè. Nó là loài bọ gạo thủy sinh Batwimmer. Phần lớn thời gian chúng bơi ngửa ở dưới mặt nước để săn mồi. Bề mặt ao là ranh giới và chúng thống trị ranh giới này. Chúng bơi lộn ngược xung quanh bằng đôi chân sau mạnh mẽ của mình. Các sợi lông ở đầu chân của chúng xòe ra trông giống như lưỡi mái chèo. Những sợi lông đó cùng với nhiều lông trên bụng giúp chúng giữ thăng bằng ở mặt dưới của mặt nước. Những thợ săn không ngừng tuần tra các vùng nông để tìm kiếm con mồi không may mắn và kéo chúng xuống nắm mồi dưới nước. Một trong những con mồi yêu thích trên bề mặt là ấu trùng mũi bọ gậy lãng vẳng trên bề mặt. Bọ gạo dùng mỏ đâm bọ gậy, tìm các enzyme tiêu hóa và hút hết phần thịt khóa lỏng của con mồi để lại một lớp vỏ trống rỗng. Nhưng bọ gạo không phải là kẻ săn mồi duy nhất tìm kiếm những bữa ăn đó. Đôi mắt khổng lồ của chúng bao quanh từ đỉnh đầu xuống dưới, cho phép chúng vừa quan sát nguy hiểm bên dưới vừa nhìn lên bầu trời. Khi phát hiện mối đe dọa, chúng sẽ nhanh chóng lặn xuống dưới thảm thực vật. Những con bọ này có thể ẩn nấu dưới đó trong một thời gian. Chúng bẫy một bong bóng khí xung quanh bụng để thở. Vì vậy, chúng phải giữ chặt một cái gì đó nếu không sẽ nổi lên. Bọ gạo rình rập gần như mọi con mồi trong tầm mắt. Nhưng điều gì xảy ra khi chúng bắt đầu hết thức ăn? Hả? Chúng bị mắc kẹt trong cái ao này sao? Không. Đầu tiên, chúng thực hiện một cú lật rất thể thao, lao lên khỏi mặt nước và đứng trên bề mặt. Bọ gạo mở rộng đôi cánh mà chúng đã che giấu suốt thời gian qua và bay lên khỏi mặt nước. Đôi khi, chúng di chuyển nhiều ngày để tìm kiếm một vùng nước mới. Loài bọ này thường là một trong những sinh vật đầu tiên định cư trong các dòng suối, ao hồ và thậm chí cả bể bơi.